Xin chào các bác nhá. Ôi các bác, sáng ra thì có khách bác ấy gọi bảo em kiếm cho anh một con X7 hoặc X7A cũng được, quay lên cho anh. Đấy, để anh đang cần con giải mã. Thế là em cũng vào tìm đây thì tìm được đúng hai con dở hơi các bạn. Đúng hai con dở người đây này. Đây phải gọi là hai con dở người chứ không phải hai con giải mã nữa. Một con này các bác này. Cái này nó thật các bác là hàng nó cũng từ bên kia về thôi, đây là em chưa mở ra chưa biết gì đâu. Đấy, chưa hề mở ra luôn, em bỏ ra em quay test thử, tức là em test thử xem được không thì em mới bỏ ra em vệ sinh em mới lau. Đấy, em là cái các anh kia thì anh ấy tức là anh vệ sinh xong bắt đầu mới kiểu lau hết sạch sẽ bắt đầu anh mới test, em thì cứ test trước xong em mới lau. Đây này, em đã lau gì đâu. Đấy, vẫn bỏ mới bỏ từ trong kia ra chứ đã vệ sinh gì đâu. Đấy, tem tiếp các thứ này dính này. Đấy, có nhìn ốc là biết này. Đấy, còn chưa thèm mở cái luôn nhá. Hai con luôn này. Đấy thì đây, hai con dở người này nó như này này các bác này. Cái con dở người này ấy, thì em ấn nguồn không được nhưng mà ấn thử mấy cái này được. Đây nhá, em tắt nguồn thử cho các xem nhá. Đây nhá, tắt nguồn hết cả hai con nhá. Này bật này. Ấn nút nguồn này, không được. Đấy, con dở người này thì ấn nút nguồn. Con này con X7 các bác nhá, còn con này là con X7A này. X7, X7A. X7A là tiếng bình thường. Đấy. Con X7A này thì là tức là cắm điện thoại lên bình thường. Nhưng mà lại không lên quang. Đấy thì em không hiểu lý do nó như thế nào. Tại vì anh em thì nói thật các bạn, em không phải thợ đâu. Thì có thế nào em bán thế thôi. Đấy, lên thì lên mà không lên thì em bán không lên thế thôi. Chứ nhiều bác biết rồi đấy. Thậm chí nhiều con về em còn chả thèm. Gọi là các bác bảo là em lau đi tí mông má đi tí mà bán nó đắt. Được giá không? Em chả cần. Có là bán thế các bạn, đẹp bán đẹp mà không đẹp thì bán không đẹp có thế thôi. Chứ ngồi mất thì giờ lắm. Cái công mà em ngồi em làm này làm nọ. Mà thứ nhất em không biết làm, bây giờ mà không biết làm mà mở ra mà chọc ngoáy mà nó còn hỏng thêm mình các bạn, không phải là ấy đâu. Đấy, thế là em cũng nếu bác nào mà cảm thấy là sửa được thì ở cái đường quang ấy, như con này nếu mà sửa đường quang thì xác định là sửa, còn không thì mang thợ người ta làm cho em thật. Đừng có cố tình chọc ngoáy vào làm gì nó hỏng ra. Đấy, em vậy thôi. Cái gì biết thì em nói mà cái gì không biết thì em bỏ qua luôn. Đấy. Rồi nhá, thì cái con này này, đây là hiện tượng em nói từng con một nhá. Con này nhá, là hiện tượng này là ấn nút nguồn này không được này, không lên này, được chưa ạ? Nhưng mà ấn cái này, các cái phím này là nó lên nguồn, ấn các phím này là lên nguồn. Đấy. Mà giải mã vẫn ok nha các bác nhá, giải mã vẫn ok. CD này thì ấn này có vẻ là hơi kẹt kẹt này. Đấy. Motor vẫn kêu ò bên trong nhưng mà dây cola có thể là đứt. Đấy. Và con này thì cũng mất cái núm multi cho này. Cái này là để lấy bài của CD và MD các bác nhá. Đấy, cái này là mục đích của nó để lấy bài CD và MD này. Đấy, cái này như thế này, nhưng mà hai cái này thì mất cái chụp rồi, cái này nó bị gãy mất cái này. Đấy. Con này thì ấn một phím bên này vẫn được này, cái bên này thì hơi kẹp tí này, không được này. Phím bên này thì là được này. Tức là mình cắm điện thoại rồi kết nối đường quang ok. Đấy, con này thì giải mã vẫn được. Đây. Đấy, giải mã đây con này vẫn được. Này, to nhỏ vẫn ok. Đấy. Đây con này. Đây nha. Quang này. Ở đây điện thoại này. Rút ra là mất nhạc nhá. Đấy, cắm vào lại có nhạc ngay. Đấy, đây em cho to tí con. Đấy. Đấy nha. Mất nhạc ngay. Đấy. Cắm vào này. Có nhạc. Đấy, giải mã thì có thể lấy hai cổng này và cổng này được này. Nó có hai cổng ra nhá. Hai cổng ra, ba cổng vào ở đây này các bác này. Đấy. Quang có hai cổng này. Có một đường súp riêng này, cầu loa vẫn lên bình thường, hai loa lên bình thường. Chỉ ghét mỗi cái là nó không ấn được cái tắt nguồn các bạn. Không hiểu luôn. Đấy. Không thể ấn được. Không ấn được, không ấn được. Phím này thì ấn được. Đấy. Quang đây, giải mã là digital nha, vẫn giải mã được. Đấy, đây các bạn đợi tí nó đang chuyển bài. Đấy. Đèn vẫn nháy bình thường, giải mã vẫn bình thường. Đấy, thì hôm nay là con X7A này, con này con X7 nhá. X7 đèn vàng này thì ok, con này thì nó hơi dở hơi tí nhá, hơi dở hơi tí thì nguồn không được này. Thì em bán con này thì về để bác thợ là lấy mà khắc phục, còn không thì anh em nào bác nào mà lấy dân mà lấy mà để làm giải mã thì cũng được. Mình có thể lấy các phím này làm phím nguồn cũng được. Đấy, thì lấy con này về làm giải mã cũng được. Hàng nó thì nói chung là bụi bặm thì nó sẽ có các bác nhá, và hơi sơ sát một tí đấy. Đây này các bác nhìn này, nó hơi sơ sát một tí. Còn về các lau đi thì nó cũng đẹp thôi. Em chưa vệ sinh gì đâu. Em thử nó mới lên được em mới ấy. Tại vì có bác khách mới đang hỏi thì em mới
bỏ ra em quay, quay dính đúng hai con dở hơi. Rồi thì cái con X7 dở hơi này thì bán để cho bác con này là bình thường thì có biết rồi đúng không ạ, giá là 1.200.000 đấy, 1.050.000, 1.200.000 tùy từng con, 250 tùy từng con. Rồi con này thì để các giá là con này để có các giá là 750.000 nhá. Đấy, 750.000 về các bác kiểm tra được chưa? Đấy, 750.000. Thôi, sẽ để các bác 700 tròn nhá. 700 tròn này, con này là 700 tròn này. Về các bác kiểm tra. Còn con này thì là đây em thử sang con này nhá. Đấy, con này là coi như là thôi. Đấy, về các bác thích thì làm giải mã ấn qua cái phím kia thôi. Đấy, còn con này em sẽ thử nhá. Hàng này thì đều sản xuất tại Nhật hết các bác nhá, đều sản xuất tại Nhật hết. Con này quang cũng có hai cổng nhá. Đấy, bây giờ em quay xong hai con này xong em lại phải đi tìm một con khác em xem quay cho bác khách kia, bác ấy đang hỏi quá. Chắc bác ấy kiểu là cũng đang máu hát karaoke các bác ạ. Tôi đang có bộ dàn karaoke ở nhà, nghe qua con giải mã nó nhỏ nhỏ nó không hay. Thì thấy mọi người cứ quay trên video bảo cái giải mã nó hay, lấy thử một con nghe xem thế nào. Đấy, cả bác là hôm trước cũng sang ông bạn, thấy ông có một con thì cũng hay hay, nhưng bảo là đặt một con về dùng. Đấy, bác ấy ở dưới Vĩnh Phúc rồi. Vĩnh Phúc. Đấy, con này công suất thì bình thường các bác này. Ô, em vừa thử qua nó không lên luôn, bây giờ loa lại lên này. Đúng, con này nó còn dở người mà con dở hơi luôn này. Đấy nha, em vừa thử xong nó không lên các bạn, không hiểu bây giờ lại lên luôn. Đấy, quang lại lên này, đèn không nháy nhưng mà nó vẫn lên. Đó, không hiểu luôn. Đây điện thoại các bạn nhá, đây điện thoại này. Rút chân là mất nhạc nhá. Đấy, cắm vào là có nhạc này. Đấy, em chuyển về đường quang xong rút quang cho các bác xem nhá. Đấy, thử thế để các bác yên tâm là nó lên này. Đây nhá, em chuyển sang đường quang này. Digital vẫn là quang nhá. Đấy, không có nhạc luôn, mất rút nó phát mất nhạc này. Cắm lại này. Đấy, rút ra này. Cắm vào này, đấy. Không hiểu luôn, em vừa thử xong nó không lên, mày nó lại lên. Nhưng mà đèn thôi nó không nháy. Con này đèn vẫn nháy, con này đèn không nháy. Rồi, con này thì con này 700 thôi, con này X7A nó cao hơn các bác nhá. Thì con này quang nó vẫn lên này. Đấy, quang vẫn lên nhưng mà em không biết đâu nhá, bây giờ thử vẫn lên, không biết về nó lại có lên nữa không biết. Nhưng mà lúc gì em thử là nó không lên, sau bây giờ em thử nó lại lên. Đấy, thì em có thể nói rõ quan điểm ngay từ đầu. Thế thì để bác thợ nào biết được cái tình trạng như này thì có thể là lấy nhá. Thì con này là để quác giá là 1.250.000. Thôi để con này các bác giá là 850.000 nhá, 850.000 đi. Đấy, con này thì để 850.000 nhá. Thôi để có 800. 800 hay 700 xong. Được chưa? 800, 700. Đấy. Không có rửa video gì cả. Được chưa? 800, 700. X7 là 700. X7A 800. Đấy. Thì tình trạng em nói rõ rồi nhá. Hàng này em cũng chưa hề mở ra, cũng chưa hề lau, chưa hề vệ sinh gì cả. Các bác cứ thế về mà kiểm tra rồi vệ sinh lau qua đi. Cái này thì bụi trên này thì về quăng lau là hết nhá. Đấy. Thế thôi. Xong, thế cho nó nhanh. Tại vì là em thật quá là em không phải thợ, bây em bỏ ra em không biết gì đâu. Em chỉ có ví dụ là em mở cái lắp ra này xong em thổi hết sạch cái bụi bên trong, em cầm cái chổi sơn ấy, em quét sạch cái bụi bên trong thì thế thôi. Em thổi, em dùng cái khóm thổi sạch bụi thôi, chứ còn bảo nhìn mạch sửa này lọ thì em chịu. Bởi vì nhà em không có thợ và em thật là em không thích bán kiểu hàng mà sửa chữa. Đấy. Mà các bác không thích mua hàng bãi nó như thế nào thì cứ để nguyên như thế, về các bác xử lý còn được. Chứ em mà động đến vào nhà em mà chỉ cần mông máu một tí thôi là em đảm bảo bán rất khó mà không ai người ta mua cơ. Cái hàng bãi nó khổ thế. Đấy. Rồi, đấy thì các bác về tự vệ sinh cho em nhá. Đấy, giá 700, giá 800 xong. Xin chào các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ đi quay cho các bác ở Vĩnh Phúc cái con khác vậy.
Đã phải đi lục tiếp các bạn, xem có con X72 có X7 nào không. Đấy, sáng ngày ra đã gặp ngay hai con dở người này. Lôi ra chết dở xong bây giờ lại test lại kiểu tình trạng như này. Xin chào các bác nhé.